6 loại thực phẩm giàu melatonin giúp ngủ ngon. Việc kết hợp những thực phẩm giàu melatonin vào bữa ăn hàng ngày có thể nâng cao chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể. Melatonin là một loại hóc môn được sản xuất bởi tuyến tùng, điều chỉnh chu kỳ ngủ, thức theo nhịp điệu của mặt trời. Các chất bổ sung thường được sử dụng để tăng cường mức độ melatonin tự nhiên, nhưng chúng có thể tương tác với thuốc và gây ra tác dụng phụ. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây cho thấy thực phẩm giàu melatonin có thể làm tăng nồng độ melatonin một cách tự nhiên, mang lại sự thay thế an toàn hơn. Melatonin có nhiều lợi ích sức khỏe khác nhau, chống lại tình trạng lệch múi giờ, điều chỉnh kiểu ngủ ở người lớn bị rối loạn giấc ngủ, cải thiện giấc ngủ ở trẻ em mắc một số bệnh nhất định và hỗ trợ sức khỏe não mắt ở người lớn tuổi. Đặc tính chống oxy hóa của melatonin có khả năng mang lại lợi ích trong việc ngăn ngừa các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson. Việc kết hợp thực phẩm giàu melatonin vào chế độ ăn uống của bạn có thể thúc đẩy giấc ngủ ngon hơn. Một quả anh đào chua. Quả anh đào chua được biết đến với tác dụng tăng mức độ melatonin và cải thiện chất lượng giấc ngủ. Tuy nhiên, uống nước ép anh đào thường xuyên có thể làm tăng lượng calo do hàm lượng đường cao. Do đó, chọn ăn cả quả anh đào có thể mang lại những lợi ích tương tự mà không gây dư thừa calo. 2. Quả goji. Quả goji hay còn gọi là kỳ tử có nguồn gốc từ Trung Quốc không chỉ giàu melatonin mà còn được biết đến với tác dụng chống lão hóa. Kết hợp quả goji vào chế độ ăn uống có thể cải thiện chất lượng giấc ngủ, góp phần vào sức khỏe tổng thể và tinh thần. 3. Trứng gà. Trứng là sản phẩm động vật giàu melatonin, cung cấp nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như protein và sắt. Bao gồm trứng trong chế độ ăn uống sẽ hỗ trợ sản xuất melatonin đồng thời mang lại nhiều lợi ích dinh dưỡng có giá trị. 4. Sữa. Sữa ấm từ lâu đã được khuyên dùng như một phương thuốc tự nhiên trị chứng mất ngủ nhờ hàm lượng melatonin cao. Nếu bạn có thể dung nạp sữa Việc kết hợp sữa vào thói quen đi ngủ sẽ giúp bạn ngủ ngon hơn. 5. Cá béo Một số loại cá, đặc biệt là các loại có dầu như cá hồi và cá mòi, rất giàu axit béo omega-3 và melatonin. Thêm cá vào chế độ ăn uống không chỉ giúp tăng mức melatonin mà còn cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho sức khỏe tổng thể. 6. Quả hạch Các loại hạt, chẳng hạn như quả hồ chăn và hạnh nhân, chứa một lượng đáng kể melatonin và nhiều chất chống oxy hóa, chất béo lành mạnh và khoáng chất. Ăn vặt bằng các loại hạt có thể hỗ trợ sản xuất melatonin và góp phần vào chế độ ăn uống cân bằng. Việc kết hợp những thực phẩm giàu melatonin này vào bữa ăn hàng ngày có thể mang lại một cách tự nhiên và hiệu quả để nâng cao chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tổng thể. Ưu tiên thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, bạn có thể tối ưu hóa mức melatonin của mình và tận hưởng những lợi ích mà các thực phẩm này mang lại.